sinh hay gì. Hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã Vlog. Trời ơi. Là nhã. Bây giờ nè, em đưa anh đồ chạy phộ nè, anh kẹp như anh coi Google Maps cho anh biết không? Rồi bấm quay đi. Trên xe anh đó. Rồi anh cho anh tụi nó. Bên đây em cho anh mấy anh em bên đây cũng ngủ hết trơn rồi. Nói em đi. Dạ. Bây giờ mình sẽ bàn với anh Phương một cái kịch bản để cho anh nha mọi người. Xong rồi. Mọi người cùng xem hai xe này sẽ cho anh gì nha. Ngủ Phương. Ngủ rồi. Ngủ luôn. Rồi cho không ngủ được. Rồi ok. Thích chịu thôi. A few moments later. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Chị! Đang chạy xe, đang lái xe. Xin lỗi. Tắt đi. Quên. Cái gì hả? Sorry, xin lỗi. Cho anh em đi ngủ mà mấy gì nhỉ? Rồi, xin lỗi. Dơi đang trên đường về. Hôm nào gặp ấy đi. Tôi đang trên xe chung mấy đứa em mới đang ngủ. Rồi bye bye. Ok. Bye. Xong đi. Cốt anh một mấy năm đó mày hả? Nãy đi cỡ 70-80 cây rồi. Ngủ đi. Quên ngủ. Lại gì tới xe đét rồi đi. Đâu có. Trời ơi, em nổi đúng qua đường kìa trời. Hả? Cái gì mà la hoài vậy ốc? Không qua đường em giật bệnh chứ vậy? Trên cầu không qua đường. Hết biết chứ trời. Đây sẽ kiếm gì đâu. Hoài luôn á, mạo như cái la hoài nhá. Tao giật mình tao la với mày. Trời. Tao cũng giật mình đó nè. Sắp kết thúc khu vực cầm bộ. Sắp kết thúc gì vậy? Đâu gì tới. Qua đường gì đâu quẹo. Rồi ngủ đi, không biết rồi. Trời tiếp khách thế gần đúng chết. Rồi ngủ đi. Không biết mà anh em kia. Ngủ đi. Xin lỗi. Chuyển tiền nha, anh đang đi trên xe. Chuyển hoài nha. Quên. Sorry. Ngủ. Sao lưng em ở trước em vậy? Mày chị nhỏ cho anh em ngủ nha, mày láo chị gì lớn chứ nhỉ? Ê, điện thoại... Làm được á. Anh Phương. Ê,
anh em quần dưới trời cho người ta ngủ rồi trời. Mãi dưới trời. Điện thoại con chửi nè. Tắt đi Phương ơi. Phương có gì thì nói sao đi chứ. Làm cái gì vậy? Rồi thôi anh Phương. Trời, đứng lên với tướng mèo cũng lớn rồi chứ còn nghĩ nói chuyện gì nó lớn như chạy. Chạy biết rồi, đi quậy chạy. Bội à. Chạy đi theo điện tối ngày luôn. Trời. Chứ ngủ hơn ghé như lại anh với tướng mèo bắt xe khách anh em về cũng như mẹ. Ngủ hơn ghé như lại anh với tướng mèo bắt xe khách anh em về cũng như mẹ. Lái được không? Được. Được xuống rồi lên lái chưa? Hả? Nói chuyện nó nhỏ bắt gì? Phải nói lớn gì? Bội điện sầm điện hoài. Gì đâu? Sắp đến khu vực cấm vực. Ngủ đi mèo ơi, ngủ đi tấn ơi. Ngủ đi, ngủ đi. Alo, em hả? Alo, em hả? Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Anh em đừng về. Nhớ hai mẹ con quá, tự điện hỏi thăm cái gì. Rồi rồi, báo vậy thôi nha. Biết đang trên đường về, nó bay. Nghe nói chuyện nhỏ quên anh nói chuyện. Không ngày đi 2-3 ngày rồi, nhớ vợ. Nhớ hai mẹ con. Quất nó hoài trời. Ngủ mấy đứa ơi, còn xa lắm, ngủ đi cho khỏe khỏe. Thôi mới báo vợ nghe cho biết về được cái chồng. Nói chuyện nhỏ nhỏ cho mấy đứa ngủ tội nghiệp. Ngủ cái này chứ. Bà Phật cũng xin lỗi quên. Nằm ngủ quá hả? Bài chờ có thấu mà anh Tấn. Ôi cầm hộ phải dính nơ kìa. Dính nơ kìa. Nhớ gì vậy? Anh có gì đâu rồi. Quay vợ gì vậy? Xe. Trời ơi chơi ba gì có rồi. Học quên mặt nó biết rồi kìa. Này, bố mình dịn lâu lắm vậy đi nhá. Quay nhá. Chơi tụi mình nữa. Thôi đi. Chơi tụi mình luôn á. Chơi gì kìa. Quay gì kìa? Em quay cầm cái điện thoại kêu đưa xác xuống dưới thôi. Quay xác xuống dưới không có hay mạng. Ngủ miếng đi nhả ơi. Rồi đưa lên thấy rồi đó. Đưa lên thấy rõ không mạng. Em ngủ miếng anh Tấn. Em ngủ miếng anh Tấn. Thôi ngủ rồi nhớ tao ngủ rồi. Em ngủ miếng anh Tấn. Thôi. Tắt đi. Tới về quay nữa. Ngủ miếng đi. Rồi sao anh Tấn? Ừ, tới về còn quay nữa, chứ quay mấy ngày nay đợi cũng chết rồi. Ờ à, mình phải làm cái gì, cái điểm nhấn cái trên xe chứ. Tới anh nhấn rồi, xung cà nà đó. Tiếp khách giùm hẳn đứa. Mọi người để coi bến ra sao rồi, chứ bên đây thấy xù nè. Mỹ anh Tấn liếc. Có mình có tại vậy bị lại. Ủa anh Tấn thấy anh liếc cái đưa điện thoại xuống liền, giấu xuống liền. Ủa giấu có kịp, ảnh đâu, anh liếc cái anh dòm tao cái tao dòm ảnh luôn người kìa, không thấy nha. Để cho mọi người cậu bên kia đi. Bên kia mấy người bị chơi. Bên kia mấy người bị ngáo. Không có ngáo đâu. Mình biết tao không biết anh, tao không tin tưởng được anh. Góc quay thì được rồi đó. Anh để đó y như anh coi Google Maps thì được rồi đó. Nhưng mà không biết anh có làm được chuyện không. Chuyện ai sợ không. Sắp đến khu vực đi. Đi coi đi mọi người. Này mà bển không chơi được là không có clip luôn. Hello.
Alo. Đã nói trên xe điện hoài đấy, mà bây giờ tôi điện cho bộ mấy đứa đang ngủ nói chuyện lớn quá ngủ không được. Rồi vậy thôi đi, nào về điện. Mệt quá trời. Anh bực là bực á, bạn anh đã biết số điện thoại rồi. Vậy sao làm từ sáng được hay vậy? Đi chở đi trong nhà, anh chở trong nhà bữa nào anh chở khách đi, chở chết rồi. Đâu có, anh nghĩ chở khách lâu lắm rồi. Ừ, chạy chở rồi. Chở gia đình. Làm cái không? Không, tại nãy anh bực. Anh là chị, nói em muốn chị em. Nghe nó gọi điện hoài, nào về đi điện. Chào chị ngủ anh à. Thôi đi mày. Gì à? Nào nghe mà điện hoài vậy. Ừ. Xin lỗi. Ngủ đi em, ngủ đi. A few moments later. Yeah, boy. Ôi, bị điên vậy hả? Ôi, bị điên vậy hả? Điên cái gì mà điên hoài? Nó ngồi trên xe, mấy đứa em đang ngủ, chọc quạo. Rồi mấy nó không ngủ được là sao? Điên! Anh em đi hỏi luôn đi này coi. Cốt anh nó quạo với anh. Cốt gì vậy? Cốt kỳ cục ra điện rồi nãy giờ cũng đúng rồi mấy lần rồi đó. Bất lịch sự. Đi đi hỏi anh đi. Không được, điện thoại anh còn gia đình anh điện rồi nữa. Bất lịch sự. Bất lịch sự đúng không? Bất lịch sự luôn. Nó nói rồi hồi về điện. Nhiên nói gì nó nhỏ. Anh thì phần anh nói chuyện nhỏ làm cơm tay đây quần. Anh làm cơm tay đây quần. Anh xin lỗi anh nóng quá kìm giấy không được quạo. Hồi nó có điện, bộ nói đang chạy. Ôi, xe. Ôi, còn điện nữa ha. Khỏi đi. Mới về tụi em mất rồi, anh điện, họ nói luôn đi. Đi ơi. Đâu, chắc. Điện nói chuyện đó, nói về về đó xe đét đi. Chứ giờ nghỉ chú Yến ơi, ai không cho nó chịu lại, chết gì vậy. Bởi vậy? Thôi để nó chắc không dám điện đâu. Điện gì anh, bởi vì anh lớn, chuyện anh cũng mất lịch sự. Sao rồi nữa, anh đi chạy em chở khách rồi này. Chở gì nữa, anh đâu có chạy trong nhà không à, anh đâu có chở khách. Ngủ đi em. Anh sớm anh tài xế vậy em sớm kêu nghỉ ngơi cũng ngủ gắt rồi em. Chạy tới vậy luôn. Xin lỗi, ngủ đi dèo, ngủ đi. Ngủ anh này đi hôm sáng mai ngủ được. Anh luôn rồi chứ ngủ. Anh vô em vô ngủ đi, anh vô em vô. Xin lỗi. Ngủ đi video. Xa. A few moments later. Chỗ nào mua nước uống thì tỉnh táo à, chạy được đi. Không mình chạy được không Phương? Chạy bình thường tức quá vậy tức khỏi ngủ nữa đường này là mình có chỗ uống nước để không, anh la hoài không đi giật mình mệt để lắm. Anh điện hoài nghe rồi la em sùm hoài anh em phải ăn cho nay chặn xương hợp luôn đi anh xin lỗi rồi biết tính anh nóng rồi xin lỗi rồi mấy đứa còn anh có mình anh biết nóng mà làm cái em chết gì hết trời mày khỏi luôn đi hỏi mà khỏi anh chạy được không. Rồi, không chạy được rồi, để anh tấp vô cho anh em chạy. Đổi tài, đưa nhà qua chạy đi, anh giỡn hoài. Rồi, ok, đừng nói gì, thôi để anh giải quyết luôn. Em không phải cái gì, em mới trách nó anh, nhưng mà em phải lịch sự, anh mới cho em anh, em mất ngủ chứ. Nói chuyện hỏi, chuyện nó nhẹ, anh nạt anh nội kiểu đó. Anh nạt mẹ anh chứ, đâu có nạt như mấy đứa đâu, mấy đứa nói anh vậy. Sao mà được, trời. Anh đến em còn bỏ em ngủ luôn. Tôi cũng bình bộ nổi nữa, nãy giờ mấy cái nhớ với tôi cũng nhớ với đó. Trời ơi, chị xem mù ảo ai.
khỏi không này anh? Ba, vô gì vậy? Anh em đang ngủ luôn rồi kìa. Đang điện thoại không chỉnh chưa á. Để anh nghe điện thoại công chuyện ảnh chứ có gì đâu. Anh là bộ về luôn kìa. Anh là bộ về luôn thì vậy? Anh đi bộ về đi. Anh là xe anh là ơi, thường mang dưới vậy sao mà được. Thôi đến Phương ơi, kệ đến Phương. Anh lớn. Thôi gì đâu về à. Anh em nói được. Vậy mày đâu ơi mày. Đâu ăn cao bển đi chung đi. Thôi bển đủ rồi. Đủ chỗ rồi. Đủ chỗ rồi. Lên Tôn. Tao lên à. Anh chưa nó đặng nó nhẹ luôn á. Anh cự thằng bạn anh chứ không phải anh cự. Thôi vậy anh chở mấy đứa về đi em đi trước anh Phương. Ôi mày kêu đi tao chi. Ơi, có gì không vậy? Đó, nãy giờ có la nó đâu. Anh la bạn anh với bộ. Yeah. Đi với nấu nấu rồi. Qua chạy đi. Tao có chạy đâu. Chạy được không? Anh không biết mấy gì. Nè, anh chạy tao chạy. Nè, anh chạy tao chạy. Chạy đi. Nó lụt, mới sung lắm. Chưa còn lái nữa là chạy. Xe luôn. Nói sao anh mới vậy chứ. Ủa sao anh không. Bây giờ anh lái gì anh làm cái lỗi. Cái lòng nếp chôn mà quạo hoài. Để cho anh quạo đi. Đấy hôm bữa nói rồi gặp máy quay là không có quạo nữa. Nè có gặp đâu. Nè nãy giờ tao quay đồng đường không thấy. Nói quay nè. Quay nãy giờ rồi. Bây giờ em chở được không? Không chạy. Em mút tôi không chở được. Em chở anh em được. Cái đúc đi nhả rồi. Con lái không? Xe mướn nó có lái không? Không. Vậy là tải xe mày đi. Xe em không có lái. Xe em vậy. Ủa lái sao chạy? Rồi kết thúc chưa, chạy đầm lại lên chở làm gì đâu, không biết là em gì xe à. Ừ. Thì tên với đi về nè. Ok. Bên đây mình lo của mình đi. À, dạ. Dạ. Hoàng dở. Nó làm gì chạy? Đâu ạ? Đi đậu. Đi đậu vậy? Đi cái mệnh. Mình gì nữa cha ơi cha, đậu con cha lạnh lắm hay gì á. Thôi, chạy đi, chạy đi. Lẹ đi. Ngồi đâu? Ngồi chui đi, ngồi đây nè. Ngồi đến lao hoài. Thì phần tròn của anh em mình kết thúc ở đây nha mọi người. Bên xe mình, còn xe bên kia là mình không biết nha mọi người. Gì ok, bye bye. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Trời ơi trời. Rồi, bên kia kết thúc clip nha mọi người. Phần bên xe mình là mình xong hết trơn rồi. Ok, bye bye.